Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 23 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Siafri của Indonesia bất ngờ nói thật về U22 Việt Nam. Án phạt cho Thái Lan sau vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32. U17 Việt Nam đến Nhật Bản chạm trán 4 đội với độ khó tăng dần. Sau vòng 8 V-League, các tuyển thủ Việt Nam ghi điểm với Australia. Mời các bạn cùng đón nghe. Thái Lan chính thức ra án phạt cho những người liên quan đến vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games. Các bạn thân mến, trưa ngày 23 tháng 5 theo giờ Hà Nội thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã ra án phạt chính thức cho các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ có liên quan đến vụ ẩu đả trong trận chung kết ở SEA Games 32 với U22 Indonesia. Ngày 18 tháng 5 thì FAT đã lập một ủy ban điều tra do Trung tướng Nimano, người đứng đầu, để tìm hiểu rõ vụ ẩu đả ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Sau khi Trung tướng Nimano thu thập xong chứng cứ thì FAT lập tức đưa ra hình phạt. Cụ thể, ông Chô Mốc, huấn luyện viên thủ môn, ông Mamat và ông Patrakut, lãnh đạo đội, bị cấm tham gia làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng một năm. Chưa dừng lại ở đây, hai cầu thủ bao gồm thủ môn Sofowit và cầu thủ vào sân thay người Tirapak nhận án cấm tham gia các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng. Cụ thể, FAT cho hay, sự việc ở trận chung kết SEA Games 32 được truyền thông trong nước và quốc tế liên tục đưa tin. Điều này làm tổn hại đến hình ảnh của nền bóng đá Thái Lan và cả đất nước một cách nặng nề. Các thành viên trong ban huấn luyện đáng lẽ phải dẫn dắt, giám sát hành vi của các cầu thủ bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm và tuổi tác của mình. Song thì họ lại có những hành vi không đúng mực. Chính bởi vậy mà không có lý do gì để khoan dung, FAT nhấn mạnh. Sau vụ ẩu đả trong trận chung kết thì trưởng đoàn của U22 Thái Lan tại SEA Games 32 là ông Iwatana quyết định viết đơn từ chức. Ông Iwatana tự nhận trách nhiệm vì không thể kiểm soát hành vi của các cầu thủ, các trợ lý huấn luyện viên, thành viên ban huấn luyện. Ông còn đang là phó chủ tịch của FAT. Ông Siafri bất ngờ nói thật về Việt Nam. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Indra Siafri của U22 Thái Lan mới đây thừa nhận là ông ngại đối đầu với U22 Việt Nam hơn là U22 Thái Lan. Cụ thể, chia sẻ trên tờ Bola Sport của Indonesia, vị huấn luyện viên trưởng này vừa giành huy chương vàng tại SEA Games 32 cho biết: "Tôi thích đối đầu với Thái Lan hơn là Việt Nam, bởi Việt Nam là đối thủ khó chơi nhất với chúng tôi tại SEA Games 2023. Chúng tôi biết rõ họ, đây là một tập thể đoàn kết và chắc chắn, chơi tấn công tốt, cũng luôn sẵn sàng khiêu khích và dùng đòn tâm lý với đối thủ. Trên hết, họ luôn thi đấu như một tập thể gắn kết." Các bạn thân mến, có vẻ như là ông Siafri đã nhận định đúng. Dù cho là Thái Lan là đội vào chung kết, nhưng phải thừa nhận Việt Nam mới là đội gây cho Indonesia nhiều trở ngại nhất trên con đường vô địch. Họ bị gỡ hòa hai đều và sau đó là sống trong những giây phút thót tim với liên tiếp những pha hãm thành từ các học trò của ông Chusie. Nhưng bằng bản lĩnh và sự sắc bén thì Indonesia đã ấn định chiến thắng 3-2 trong thời gian bù giờ. Gặp Việt Nam cũng là trận đấu sít sao nhất bên cạnh trận thắng 2-1 trước Campuchia ở vòng bảng của Indonesia tại SEA Games vừa qua. Cũng nhận định như ông Siafri thì chuyên gia bóng đá Binder Singh của Indonesia cũng chia sẻ về U22 Việt Nam. Tại SEA Games vừa qua, Việt Nam không có cầu thủ nào từ đội tuyển quốc gia, thậm chí là không có cầu thủ nào mang dòng máu nước ngoài như là Thái Lan, Indonesia hay là Malaysia, Campuchia. Không cần lính đánh thuê nhưng họ vẫn thi đấu rất tốt, một tập thể rất đáng gờm. Theo ông Binder Singh thì một trong những lý do quan trọng giúp cho Indonesia đánh bại được Thái Lan và Việt Nam trên đất Campuchia là họ có hẳn một chuyên gia về tâm lý. Ngoài sự căng thẳng nảy lửa trên các sân, các cầu thủ còn gặp những xáo trộn về tâm lý từ màn ghế dự bị, thậm chí đã xảy ra xô xát, nhưng tinh thần của họ là rất mạnh mẽ, không thể lay chuyển, ông Binder cho biết. Không sai khi chúng ta đưa một nhà tâm lý đi cùng đội tuyển đến Campuchia và sự có mặt của các chuyên gia về tâm lý sẽ tiếp thêm sức mạnh từ góc độ tinh thần cho các cầu thủ để họ có thể bình tĩnh ở trên sân, ông Binder nói tiếp. Đội tuyển U17 Việt Nam đến Nhật Bản chạm trán 4 đội với độ khó tăng dần. Các bạn thân mến, sau 10 giờ bay từ Doha, Qatar đến Narita, Nhật Bản, cộng thêm hơn 4 tiếng di chuyển bằng xe buýt từ Narita đến Hamamatsu, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại địa điểm tập huấn ở xứ sở Hoa Anh Đào vào đêm ngày 22 tháng 5. Tại đây thì các cầu thủ trẻ của Việt Nam được ban tổ chức địa phương tiếp đón một cách chu đáo và bố trí ăn nghỉ tại một khách sạn. Sáng nay thì các cầu thủ được nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Chiều cùng ngày thì toàn đội bước ra vào buổi tập đầu tiên tại sân Hamamatsu.
Trong quá trình tập huấn tại Hamamatsu, nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá Nhật, U17 Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu cùng các đội bóng địa phương với độ khó tăng dần. Lần lượt là đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp đội trường Kaisenkan ngày 25 tháng 5, U18 Honda FC 28 tháng 5 và đội trường đại học Tokoha 31 tháng 5 và đội trường đại học Shizuoka ngày 2 tháng 6. Đây là những trận giao hữu giúp cho thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn có những đánh giá, thử nghiệm tốt về mặt nhân sự, lối chơi của đội tuyển. Thái độ và sự quyết tâm là điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam. Quan trọng là để cho các cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình. Nên nhớ là các cầu thủ lứa tuổi U17, U19 hay U20 là nền tảng cho những mục tiêu lớn và dài hạn của bóng đá Việt Nam. Tôi muốn các cầu thủ phải thể hiện được hết sức để chúng ta có thể đánh giá thật chuẩn cho những mục tiêu trong tương lai, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết. Sau giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản thì U17 Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 5 tháng 6. Đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ có quỹ thời gian khoảng 1 tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Sau vòng 8 V-League, các tuyển thủ Việt Nam ghi điểm với ông Chu Xie. Các bạn thân mến, một số tuyển thủ Việt Nam đã gây ấn tượng ở vòng 8 V-League khi thi đấu tốt trong màu áo câu lạc bộ chủ quản. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 đánh dấu sự trở lại của V-League 2023 sau một tháng tạm nghỉ. Đây cũng là giai đoạn bản lề để cho ông Chu Xie đánh giá năng lực và màn thể hiện của các cầu thủ, qua đó cân nhắc danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 6 tới. Hoàng Đức là tuyển thủ gây ấn tượng hơn cả. Tiền vệ sinh năm 1998 ghi cú đúp bàn thắng giúp cho Viettel có chiến thắng 2-1 kịch tính trước Bình Định. Điều đáng nói, đây mới là trận đầu tiên tại V-League 2023 Hoàng Đức nổ súng. Trước đó thì anh cùng câu lạc bộ Viettel gây thất vọng khi chỉ thắng vỏn vẹn một trận trong 7 trận đầu mùa, rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng. Hoàng Đức là trụ cột của tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Seo, chủ nhân của quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 cùng đồng đội thi đấu không ấn tượng ở giai đoạn khởi đầu của mùa giải. Trong bối cảnh câu lạc bộ Viettel trẻ hóa đội hình và đặt trọng tâm và lối chơi vào các tài năng tự đào tạo thay vì ngoại binh, vai trò của Hoàng Đức càng quan trọng hơn. Sự trở lại của cầu thủ gốc Hải Dương là tín hiệu vui cho câu lạc bộ Viettel cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam khi tiền vệ ở đội tuyển chưa tìm lại được chính mình. Cũng tại trận câu lạc bộ Viettel đấu với Bình Định thì một tuyển thủ khác cũng lên tiếng, đó là Hà Đức Chinh. Sau 2 năm với hơn 30 trận ở V-League, Đức Chinh mới ghi bàn trở lại. Vị trí tiền đạo của anh trên đội tuyển quốc gia vốn gây tranh cãi bởi phong độ không tốt tại V-League. Đức Chinh được đánh giá là phù hợp với lối chơi phản công nhờ khả năng tì đè, làm tường và không chiến, nhưng lại sa sút thời gian qua dù được tạo điều kiện ở đội Bình Định. Trong bối cảnh mà ông Chu Xie có thể đôn nhiều gương mặt khác để thay thế làm mới hàng công, việc lấy lại cảm giác ghi bàn là một điều cần thiết với Đức Chinh, thuyết phục nhà cầm quân người Pháp. Tuấn Hải hay là Văn Thanh cũng ghi dấu ấn ở vòng này. Trong khi Tuấn Hải có bàn thứ hai tại V-League 2023 với pha bay người đánh đầu làm tung lưới Đà Nẵng, thì Văn Thanh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo vào lưới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho Công an Hà Nội thắng với tỷ số 5-3. Ở trận này thì Văn Thanh được ông Cruz đôn lên chơi tiền đạo. Khi được giải phóng khỏi vị trí phòng ngự thì những phẩm chất tấn công tốt nhất nổi trội của cầu thủ này như là dứt điểm, bứt tốc hay là xâm nhập vòng cấm đã thể hiện rõ nét. Còn nhớ là Văn Thanh chỉ ghi 10 bàn trong 4 mùa ở V-League trước thềm mùa giải 2023. Từ năm 2019 cho đến nay thì chưa mùa nào cầu thủ sinh năm 1996 ghi quá 3 bàn. Sự trở lại của Văn Thanh trong vai trò mới là nguồn cảm hứng và có thể là bước ngoặt để cho cựu cầu thủ của Solam Nghệ An lấy lại chỗ ở đội tuyển Việt Nam. Cũng tại vòng 8 V-League, nhiều tuyển thủ Việt Nam đã được trở lại thi đấu. Quyết Ngọc Hải thi đấu trọn vẹn 8 trận từ đầu mùa cho Solam Nghệ An. Duy Mạnh Việt Anh được tin dùng ở trung tâm hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Văn Lâm vẫn là chỗ dựa vững chắc cho Bình Định. Nguyên Mạnh dù chấn thương nhưng vẫn thi đấu tốt tại Nam Định. Các tuyển thủ đang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội như là Văn Hậu, Tấn Tài dù chưa quá nổi bật nhưng thi đấu thường xuyên. Đây là điều kiện cần để đảm bảo phong độ. Tuy nhiên thì ông Chu Xie vẫn còn nỗi lo khi một số trụ cột đội tuyển đang gặp vấn đề. Quang Hải hay là Công Phượng không được thi đấu ở câu lạc bộ chủ quản. Văn Toàn được đá thường xuyên, song thì vẫn ở giai đoạn thích nghi với câu lạc bộ Seoul Eleven ở K-League 2 của Hàn Quốc. Văn Quyết nghỉ thi đấu 8 trận do án phạt của VFF, còn Hùng Dũng phải nghỉ 1 tháng sau ca phẫu thuật mổ ruột thừa. Phong độ của nhóm cầu thủ này là một dấu hỏi khiến cho ông Chu Xie phải cân nhắc ở đợt tập trung tháng 6 tới.